Sốc Katha cho thầu. Nhìn bóng giống bằng mắt xem. Pơ cho Son Katha tiếp dành cho đội bạn. Và một Katha nữa. Bên đội bạn là tứ tuyển. Toàn lạc đà thế đấy. Có đúng một nghĩa là BB. Một loại chập cheng của cho Son. Bên mình cũng Greg này. Pho Katha. Chính cái trận đấu này thì Greg của game thủ Hưng Nhổn lại là người vô cùng nhiều tác dụng. Bên đội bạn cho Son hay là Katha sẽ là người nhảy bốn sớm đây. Anh Lương Chicken 18 được anh nhá. Được. Tiểu Màn Thầu. Trận này Thầu và Hưng Nhổn đều là phải là hai người giữ vững cánh của mình để cung bên trong đẩy ra kèm cung thì là được. Không biết ai sẽ là người chơi phù tốt đây. Đất Sài Đồng sản sinh ra một bậc thầy về chơi phù, hay là đất Nhổn. Ngày xưa đất Nhổn cũng sản sinh ra rồi, nhưng mà hiện tại là thanh niên đấy hiện tại đã bị giết. Không thể sống được. Không thể sống được qua mùa đông. Bây giờ tôi để ý có game thủ Chip Boy game TV chơi phù cũng tương đối đỏ. Nhưng cũng tùy thôi, nó theo dây mà. Pơ Katha cho Son Katha. Pơ của Hoàng Mai Nhi. Vlove là người màu 7 cầm cho Son này. Rất có thể sẽ lên 4. Cũng chưa biết đâu được. Mày xem trong cánh hay không chứ. À Vlove là người màu 3 correct. Không không cho Son chuẩn rồi. Màu 7 cho Son. À màu 3 cho Son cho Son cho Son. Vlove cầm màu 3 cho Son, xin lỗi. Sáng nay ăn nhầm cái chân gà Trung Quốc thì mắt nó hơi bị nhòe. Anh Hồng Hải 192 có thể anh nhắn tin trực tiếp cho đại lý Nguyễn Trọng Kiên, tức thầy giáo Kiên, và đại lý Tiêu Phong, tức Phong sợ vợ, để mua ép coi bằng như qua những hình thức như chuyển khoản ngân hàng này, mua trực tiếp qua thẻ điện thoại hoặc tất tật các thẻ loại gì đấy thì anh liên lạc với người ta thuận mua vừa bán. Còn những giao dịch lớn với tầm 5-10 triệu thì tác thi Tùng Nguyễn và để làm giao dịch trung gian thế là được. Anh em hãy lưu ý rằng check kỹ trước khi giao dục. À giao dịch. Dạ còn đây mình cứ quen cái từ dục với từ phối phủng các thứ. Hít tì của tí có thế chui vào không? Khoanh luôn ruộng thì nhà chính. Không phải sợ. Vâng. Kỹ thuật viên nghĩa là Thái Lổ sẽ là người trực tiếp post link của thầy giáo Kiên lên để cho anh em vào để thưởng lãm. Có người đang muốn bán ép coi, thầy giáo Kiên mua 24/24, trong vòng 1 tỷ đồng đổ về sáng nay ông bảo với tôi đấy, là ông sẽ mua ngay trong vòng 1 phút. Từ 1 tỷ đổ lên thì còn phải suy nghĩ. Hưng Nhổn đánh bao nhiêu dân đây? 22 à? Đánh hẳn 24, 25 cũng được. 22 dâng lên thì về sau sẽ yếu. Nhưng bù lại mình có sự lợi thế đột biến lại thêm voi này. Mà rất có thể đấy là đôi voi nữa cơ. Bên của bạn có vẻ là bài được cho nên không thấy hiện tượng của việc quýt ngay. Bình thường cái tính cách của Vlove là thích quýt ngay rồi. Bài đẹp thì đánh. 9 giờ như chắc chắn là có người rồi, làm gì có chuyện không có người ở trong đấy. Không có ai có SH cả. Cảm giác Hưng Nhổn F22 dân nó có một cái gì đấy nó rất chuẩn mực. Màu 4 lớp anh Hùng nhá. Dâng lờ giữa nhà Hưng Nhổn nhưng không sao cả. May quá lớp anh Hùng không xiệc con voi này. Ôi cảm ơn. Vẫn bị xịt mất con voi. 10-11. Ôi cứ ăn vậy Việt Nam nào. Ăn tiện ăn luôn con voi đấy.
bãi vàng ở sát nhà này, có nhường có ăn hay không? Én đã, tạm thời Trần đã én. Sang nhà tí ăn vàng anh, nhà tí cũng có vàng đấy. Hưng Nhổn nó muốn đi đập lô ăn một bãi vàng. Chạy vào 9 giờ và xiên về lớp. Hay quay về nhà chọc hang dân để không cho đóng nhà nữa. Về lớp còn đặt cái BS ăn con voi kia. BB cũng đang dâng cái gì lên. 27 dâng Nga, hợp lý. TMT tí khoanh ruộng chặt vào nhá. Về lớp thậm chí còn dâng L còn vọt qua cả nhà của tí. Hưng Nhổn nhớ về công giáp. Thâu ăn nhiều vàng tí cho Hưng Nhổn nhá, đang xin con chém. Lên đời trong kích bánh xe. Cho ra mà đủ xin con chém là được. Đây nhà về lớp đây rồi. Nhà về lớp ở luôn trên 1 giờ. 10 giờ là nhà của MOBA ra bảo. MOBA chưa lên đời. Vụt, vụt, vụt. Vĩnh biệt. Có cả T của về lớp luôn. Đủ xin một con chém rồi, đủ xin một con chém là được rồi. Thôi có bánh xe và én. MOBA trên 10 giờ. Nhà của lớp anh Hùng ở 1 giờ nhưng ở chơi vơi chứ không ở sát lóc đâu. Sát lóc 12 giờ tôi nghĩ là pơ đấy. Khoảng lặng T. Bắt đầu thủ được P. Thầu cảm giác thừa vàng này cứ bơm tạm bắn tạm như Hưng Nhổn. Thế nhà em có con voi đứng sát đây này. 5 BA vắt đều rồi như Bi. 2, 4. BB sóc BA theo kiểu hình cánh cung, hình tam giác. Ở Tham City như người ta cũng xây nhà kiểu này đấy mà. Theo từng một cái âu, từng cái cốt mật. Có cả bãi quả luôn. Vĩnh biệt nha, vĩnh biệt nhà mùa 4. Bi đã tới, lớp anh Hùng bắt đầu bung bãi vàng đầu tiên. Như con chả bo vàng bố chạy đâu hết rồi. Ăn luôn bãi quả cạnh nhà hàng được Bi nhá. Chưa bên xe thì như lớp anh Hùng. 1:12 giờ bi sọc lên chết luôn 1:1 này. Chết luôn 1:1 tơ này. Ôi giời ơi lớp anh Hùng. Lớp ơi, lớp. Lớp ơi, để ý cả lớp ơi. Lớp. Đêm hôm đấy lớp về nhà. Lớp không về nổi nhà, lớp đã bị thủng xăm. Lớp ơi. Vĩnh biệt lớp. Một con người của sự chắc tuyệt. Ông Hưng Nhổn ông làm cái gì ông Bách đấy. Ông đã chém phành phạch cho con nhà người ta trên 12 giờ. Để yên cho Bi lên về giải quyết. Bây giờ tôi mới để ý là Hưng Nhổn rất thích giải quyết sự việc một mình. Còn đây là màn hình máy của khoảng lặng T. Em quay cho anh cái khoảng lặng đen đen ở gần nhà em có được không? Cái khoảng lặng của nhà em đâu thầu? Máy của tí. Đây là khoảng lặng T. Đây là khoảng lặng T của chúng ta. 300 thịt, 45 tiết còn nguyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.